Rồi bên Khanh đang chuẩn bị giao cho khách hàng ở Lâm Đồng, một anh khách rất là dễ thương và đẹp trai, một chiếc xe Santa Fe. Thì anh này đã chạy Santa Fe phiên bản cũ rồi, bây giờ muốn nâng cấp lên Santa Fe phiên bản mới, thì rất là trung thành với lại thương hiệu Hyundai và cái xe Santa Fe. Và anh chia sẻ là cái xe Santa Fe thì chạy rất là thích, thành ra là anh muốn nâng cấp lên cái mẫu mới. Đây là cái chiếc xe phiên bản cao cấp dầu, dầu cao cấp nha. Dầu thì mình sẽ thấy là trong lưới tản nhiệt nè, nó gồm có hai khoang. Đây, trong lưới tản nhiệt ở phía trong á. Đây, lưới tản nhiệt. Đây là cái hệ thống là gọi là intercooler, tức là cái hệ thống làm mát khí nạp. Nó đưa xuống phần ngay chỗ lưới tản nhiệt. Rồi, phiên bản cao cấp thì nó sẽ trang bị là camera 360 độ. Thì đối với cái xe này đã được trang bị là phủ ceramic. Thì nếu mà mình muốn kiểm tra một chiếc xe có phủ ceramic hay không thì rất là đơn giản, đúng không? Nhìn màu sơn bóng đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ đổ thử nước nha. Đây, nó sẽ trôi tuột ra. À, nó trôi tuột, nó không có dính gì hết. À, đó là chức năng của phủ ceramic. Đây, mình đi một vòng. Đây, đi một vòng nha. Đây, bên Khanh đã cà sẵn số khung số máy để cho anh có thể tự đăng ký xe. Đây, để sẵn. Rồi xe này thì nó có đèn ambient light là 10 màu. Rồi. Phiên bản cao cấp thì nó sẽ có ghế, là có thông hơi ghế nè, thông hơi ghế, nhớ vị trí ghế. Đặc biệt nó cũng có nhưng mà nó sẽ thua về hệ thống an toàn của Hyundai. Rồi, trang bị là camera hành trình. Và camera này nó quay trước và quay sau luôn. Ở phía sau nó còn có thêm một cái camera nữa. Và cái camera này nó sẽ có cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông, có nghĩa là khi đi đến cái biển mà 60 thì nó sẽ báo trước 300m. Cũng giống như biển khu dân cư nó cũng báo trước 300m, tất cả các biển nó báo trước 300m. Để mình có chạy song song với một chiếc xe tải, hoặc là mình chạy mà mình những cung đường lạ mình không biết, thì nó sẽ báo trước để mình có hình dung được là phía trước sắp tới một cái biển. Thì mình sẽ giảm tốc độ, cũng giống như là kiểm soát cái chân ga tốt hơn rất là nhiều. Đây là phiên bản dầu cao cấp, thì nó sẽ có thêm các chế độ địa hình và Drive Mode. Đây, mình Khanh trang bị thêm cái phần, đang làm thêm cái phần sàn. Đây là phần sàn. Tất cả các Santa Fe thế hệ mới từ tiêu chuẩn đặc biệt cao cấp đều có hệ thống loa Harman Kardon 10 loa. Xe cũng được trang bị phim cách nhiệt rồi. Đây là phim cách nhiệt nha. Đang làm sàn. Ở phía sau đây thì nó gồm có là cái thanh ngăn khoang hành lý nè. Rồi phía dưới đây thì nó sẽ có bộ đồ nghề. Bánh xe dự phòng thì nằm phía dưới nha. Bánh xe dự phòng. Đây, đang lót cái sàn lại. Cái này là dùng sàn 3D, 4D cũng là nó. Thì sàn này có một cái ưu điểm, đó là không phải gỡ các ghế ra. Và mình cũng vệ sinh lau chùi nó cũng rất là dễ so với lại cái sàn Simili. Thì sàn Simili thì nó sẽ phải gỡ tất cả các ghế ra, còn sàn này thì không cần phải gỡ. Đây, xe mình là được trang bị là cốp điện nha. Cũng qua đây gửi lời cảm ơn đến anh ủng hộ Khanh, dù anh ở rất là xa, mua bán thì cũng chưa gặp mặt lần nào, nhưng mà anh cũng tin tưởng, giao hết trọng trách cho bên Khanh. Bên Khanh sẽ làm hoàn thiện các chiếc xe và giao lên tới nhà cho mình bằng xe chuyên dụng của đại lý. Thì các xe bên Khanh bán ra đều được bảo hành là 5 năm hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Chính vì vậy việc mà mình mua xa một chiếc xe sẽ yên tâm bình thường. Một chiếc xe đi ra từ nhà máy thì tất cả các xe nó đều giống nhau, nó sẽ khác nhau về những cái trang bị. Bên Khanh luôn gửi đến cho khách hàng những cái trang bị gọi là thuận tiện và tiện dụng và hữu ích khi mà mình sử dụng một chiếc xe so với lại một chiếc xe tiêu chuẩn của nhà máy đi ra. Rồi, xin chào cả nhà.
Hẹn gặp lại ở các video clip sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bên đây là các xe chuẩn bị giao.